Rối loạn mỡ máu là tình trạng được đặc trưng bởi nồng độ lipid lưu thông bất thường, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến chứng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mỡ máu bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó quan trọng nhất là cholesterol. Mỡ máu tăng cao khi cholesterol xấu gia tăng và cholesterol tốt giảm. Một thành phần quan trọng khác của mỡ máu đó là triglyceride. Tăng chỉ số này thường kéo theo tăng cholesterol toàn phần. Tăng cholesterol xấu LDL và giảm hàm lượng cholesterol tốt HDL. Nguyên nhân chính gây rối loạn mỡ máu thường do chế độ ăn uống không hợp lý cùng với lối sống thiếu lành mạnh, ít vận động, hút thuốc lá, sử dụng nhiều bia rượu, ăn nhiều chất béo, nội tạng động vật. Ngoài ra, các yếu tố khác như béo phì, đái tháo đường và hội chứng chuyển hóa, hội chứng thận hư, bệnh thận mãn tính, suy giáp, tiền sử gia đình cũng làm tăng nguy cơ gây rối loạn mỡ máu. Lượng mỡ trong máu cao là nguyên nhân chủ yếu gây xơ vữa mạch máu và dần dần làm hẹp các động mạch cung cấp máu cho tim và các cơ quan khác của cơ thể. Nếu động mạch vành bị hẹp sẽ làm giảm dòng máu tới nuôi tim, gây đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim. Những người bị rối loạn mỡ máu cần phải thay đổi lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống để ngăn ngừa bệnh tiến triển. Trong chế độ ăn uống cho người rối loạn mỡ máu, nên sử dụng các loại thực phẩm bao gồm trái cây tươi, rau xanh, chất xơ, đậu, lạc, dầu thực vật, cá béo, dầu omega 3 giúp kiểm soát mỡ máu. Cần lưu ý hạn chế các loại thực phẩm như đồ chiên rán, bơ, sữa nguyên kem, nước sốt, kem tươi, đồ ăn chế biến sẵn, mỡ động vật, da gà, da vịt, nội tạng động vật, bánh ngọt, đồ uống có đường, rượu bia. Cholesterol thường được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Trong khi đó, hầu hết các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như rau xanh, trái cây, ngũ cốc và các loại đậu đều rất ít chất béo bão hòa và không chứa cholesterol. Ngoài ra, chúng rất giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa rối loạn mỡ máu, có tác dụng loại bỏ một phần chất béo và cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Chất xơ hòa tan có trong các loại đậu, yến mạch, trái cây và rau quả, giúp làm giảm cholesterol LDL, giảm viêm và hạ huyết áp. Đặc biệt, sử dụng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành trong chế độ ăn uống có thể giúp làm giảm lượng chất béo bão hòa và cholesterol. Isoflavone trong đậu nành cũng có tác dụng ức chế tổng hợp cholesterol và thúc đẩy bài tiết lượng cholesterol dư thừa. Người bị rối loạn mỡ máu nên ăn các loại thịt trắng như thịt gia cầm, bỏ ra, ức gà, cá. Chúng là những loại thực phẩm có chứa hàm lượng cholesterol thấp, nên chọn các loại cá giàu axit béo omega 3 như cá hồi, cá trích, cá mòi hay cá cơm. Hạn chế ăn các loại thịt đỏ chứa hàm lượng cholesterol cao. Một số nghiên cứu cũng gợi ý thay thế chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa bằng chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Qua đó, có thể làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu LDL. Dầu ô liu là một lựa chọn tốt trong chế độ ăn uống thay cho chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa. Theo nghiên cứu, axit béo chủ yếu trong dầu ô liu là chất béo không bão hòa đơn, được gọi là axit oleic, chiếm khoảng 73% tổng hàm lượng dầu. Dầu ô liu cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm, giúp bảo vệ cholesterol trong máu khỏi quá trình oxy hóa. Ngoài ra, có thể lựa chọn một số loại dầu thực vật khác như dầu hạt cải, hạt nho, dầu trái bơ. Bên cạnh đó, nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, có kế hoạch giảm cân nếu đang bị thừa cân. Cùng với đó là kiểm soát tốt các căn bệnh nền khác nếu có, như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy giáp. Nếu người bệnh đã thay đổi lối sống, sinh hoạt và chế độ ăn uống từ 3 cho đến 6 tháng mà không cải thiện mỡ máu, thì có thể bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc hạ mỡ máu. Tuy nhiên, việc điều trị sẽ lâu dài và nếu ngừng thuốc thì tình trạng mỡ máu có thể tăng trở lại. Ngoài ra, việc dùng thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ, nhất là cảm giác mệt mỏi. Do đó, người bệnh cần kiên trì thực hiện lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống phù hợp.